Hello anh chị em, chào mừng anh chị em trở lại với kênh Khỏe Đẹp Bình An. Mời anh chị em cùng nghe 7 di ngôn cuối cùng của Chúa Giêsu trên thánh giá và cùng hiệp thông lan tỏa sứ điệp của Ngài đến với tất cả mọi người chưa biết đến Thiên Chúa, vị vua tình yêu, yêu đến tận cùng đoàn chiên của Ngài. Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng đang làm. Quả thật, ta bảo với anh, hôm nay anh sẽ được ở với ta trên thiên đàng. Thưa bà, đó là con bà, đó là mẹ của con. Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Ta khác, mọi sự đã được hoàn tất. Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Cảm ơn anh chị em đã nghe hết 7 sứ điệp từ Thánh Giá. Hẹn gặp lại anh chị em trong các video tiếp theo.